Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Đế Chế Forex, nơi chia sẻ những kiến thức cũng như là kinh nghiệm giao dịch ở trong thị trường Forex. Ngày hôm nay thì rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong video tiếp theo của chuỗi video The Forex từ căn bản đến nâng cao. Ở trong bài ngày hôm trước thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về cấu trúc của nhấn nhật cũng như là cách thức để các bạn có thể đọc những mô hình nhấn nhật trong quá trình các bạn phân tích. Và trong bài số 12 ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục học về các mô hình nhấn nhật trong phân tích kỹ thuật. Thì như mình đã chia sẻ video ngày hôm trước thì nến nhật là một trong những kiến thức rất là quan trọng ở trong phân tích kỹ thuật. Vậy nên trong chuỗi video tập Forex này, mình sẽ dành 3 bài để nói về các mô hình nến nhật, giúp các bạn có thể hiểu rõ về các mô hình nến nhật cũng như là việc làm thế nào để áp dụng hiệu quả những cái mô hình nến nhật này trong quá trình các bạn phân tích kỹ thuật, được không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đi vào cái nội dung chính của bài ngày hôm nay nhé. Ở trong bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về 10 mẫu nến cơ bản mà mỗi trader cần phải biết khi mà tìm hiểu về phân tích kỹ thuật. Thì 10 mẫu nến cơ bản hay còn gọi là những mô hình nến đơn đấy ạ. Thì đối với những mô hình nến nhật, chúng ta sẽ có hai loại chính, đó là mô hình nến đơn, tức là mô hình nến được tạo thành từ một cây nến đấy ạ. Và một loại mô hình nến thứ hai nữa là được tạo thành từ một cụm gồm nhiều cây nến. Thì trong bài ngày hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái mô hình nến đơn này. Và trong video ngày hôm sau ấy, thì mình sẽ giúp bạn tìm hiểu về các mô hình nến được tạo thành từ một cụm gồm các cây nến kết hợp với nhau, được không ạ? Những mẫu nến mà chúng ta sẽ tìm hiểu ở trong bài học ngày hôm nay sẽ bao gồm nến Marubozu, nến Spinning Top, nến Hammer, nến Hanging Man, và tiếp theo là nến Inverted Hammer, nến Shooting Star, và cuối cùng chúng ta sẽ tìm hiểu về 4 loại nến Doji. Có thể là trước khi học bài học ngày hôm nay thì rất nhiều bạn sau khi mà xem video ngày hôm trước thì sẽ thắc mắc là trong video ngày hôm trước thì chúng ta đã học về cách thức để có thể đọc những cái mô hình nến nhật. Và qua cách đọc các mô hình nến nhật từ việc quan sát thân nến cũng như là bóng nến thì chúng ta đã hiểu được là trong phiên giao dịch mà cây nến đó đại diện thì chúng ta đã biết được là phe mua hay là phe bán đang thắng, và từ đó thì sẽ dự đoán được cái xu hướng của thị trường sắp tới. Vậy thì khi mà chúng ta đã hiểu được cái cách thức đọc nến rồi thì chúng ta đâu có cần phải học nhiều những cái mẫu nến như này, đúng không ạ? Thì chính xác là khi mà các bạn đã hiểu được cách thức đọc nến cũng như là hiểu được những diễn biến của thị trường qua cái cấu trúc của cây nến mà các bạn đang quan sát ấy, thì các bạn sẽ không cần phải nhớ tên của những cái mẫu nến này. Vậy thì tại sao chúng ta lại học về những mẫu nến ở trong bài học ngày hôm nay ấy, trong khi chúng ta đã biết cách thức đọc nến rồi, đúng không ạ? Liệu học về những cái mẫu nến này thì có phải là một cái việc không cần thiết và thừa thãi không ạ? Thì mình xin trả lời là việc các bạn bỏ thời gian ra để học về những cái mẫu nến này thì hoàn toàn không thừa đâu ạ. Và mọi thứ ở trên đời này khi mà sinh ra và được tồn tại thì chắc chắn là nó sẽ có một cái ý nghĩa cũng như là một cái lợi ích nào đó. Quan trọng là chúng ta sử dụng nó như thế nào thôi ạ. Thì cái mục đích của việc mình làm video về các mẫu nến này là để giúp các bạn có thể áp dụng được những kiến thức về cách đọc nến của bài ngày hôm trước ấy, để các bạn có thể hiểu được tại sao với những cái mẫu nến có hình dạng như thế này ấy, thì nó có thể dự báo là sắp tới xu hướng của thị trường sẽ tăng, hoặc là tại sao với những cái mẫu nến có cấu trúc như kia ấy, thì nó sẽ cho chúng ta cái dấu hiệu là có thể thị trường sẽ sắp giảm. Và quan trọng hơn nữa ấy, thì qua việc học về những cái mẫu nến này ấy, thì các bạn có cơ hội để thực hành cách thức đọc nến. Bởi vì giữa việc các bạn biết cách thức đọc nến với việc các bạn có thể hiểu cũng như là vận dụng được cái cách thức đọc nến đấy trên đồ thị là một cái khoảng cách khá là xa. Vậy nên là các bạn cần phải dành thời gian để luyện tập, được không ạ? Ngoài ra thì việc biết tên của những cái mẫu nến này thì sẽ giúp các bạn có thể hiểu được khi mà một người nào đó nói về mô hình nến ở trên biểu đồ, được không ạ? Ví dụ như là khi một người nào đó phân tích ở trên biểu đồ ấy, thì người ta sẽ dùng tên của cây nến để gọi, chứ người ta sẽ không sử dụng cái hình dạng của cây nến. Ví dụ như là người ta sẽ gọi đây là cây nến Spinning Top, chứ người ta sẽ không gọi là đây là cây nến có thân ngắn và râu nến dài. Như thế thì nó sẽ rất là phức tạp, đúng không ạ? Và một điều nữa trước khi bắt đầu bài học ngày hôm nay thì đối với những bạn mới tìm hiểu về nến nhật thì mình mong là các bạn hãy xem cái video bài số 11 ngày hôm trước khi xem bài học ngày hôm nay ấy. Thì khi mà các bạn hiểu được về cấu trúc của nến nhật cũng như cách đọc nến nhật ấy, thì việc các bạn xem bài học ngày hôm nay sẽ rất dễ hiểu và sẽ mang lại một cái hiệu quả tốt nhất, được không ạ? Thì link của cái bài học ngày hôm trước mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video này để các bạn tiện theo dõi. Và trước khi đi vào tìm hiểu về từng mẫu nến ấy, thì chúng ta cùng ôn lại một chút về cái cách thức đọc nến nhật của bài ngày hôm trước để các bạn có thể học bài ngày hôm nay một cách hiệu quả hơn nhé. Như các bạn đã biết ấy, thì cấu trúc của một cây nến nhật bao gồm hai thành phần là thân nến và bóng nến.
Vậy nên bản chất của việc đọc hiểu nến Nhật chỉ xoay quanh cái việc là các bạn đọc và hiểu những cái đặc điểm của thân nến cũng như là bóng nến. Từ đó thì hiểu được là qua cái đặc điểm của thân nến cũng như là bóng nến thì nó đang phản ánh những cái diễn biến của thị trường như thế nào, đúng không ạ? Thì đối với thân nến, các bạn chỉ cần nhớ một đặc điểm chính, đó là thân nến càng dài thì thể hiện lực mua hoặc là lực bán càng mạnh. Còn đối với bóng nến ấy, thì có hai điểm các bạn cần lưu ý. Đó là đối với những cái cây nến có bóng nến dài ấy, thì nó thể hiện là cái biên độ dao động giá trong cái cây nến đó lớn. Và đối với những cây nến mà có bóng nến dưới dài ấy, thì nó thể hiện là phe mua đang thắng. Còn đối với những cây nến mà có bóng nến trên dài thì nó sẽ thể hiện là phe bán đang thắng thế, được không ạ? Và đối với những cây nến mà có bóng nến ngắn ấy, thì nó thể hiện là trong cái phiên giao dịch đó cái biên độ dao động của giá sẽ thấp. Và ngoài ra thì với cái việc là biên độ dao động của giá nhỏ thì nó thể hiện là có thể là phe mua và phe bán đang lưỡng lự và đứng ngoài thị trường để quan sát, được không ạ? Thì đối với những đặc điểm liên quan đến bóng nến ấy, thì những cây nến Doji là những cây nến thể hiện đặc trưng nhất liên quan đến bóng nến. Thì chúng ta sẽ tìm hiểu cụ thể hơn về đặc điểm của những cái cây nến Doji này ở trong phần sau nhé. Và một điểm nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý, đó là những đặc điểm trên của thân nến cũng như là bóng nến thì nó sẽ giúp các bạn đọc nến một cách dễ dàng và hiệu quả hơn. Chứ không có nghĩa là đối với những cây nến cứ có đặc điểm thân nến cũng như là bóng nến như trên ấy, thì các bạn có thể dự đoán chính xác được 100% là thị trường sẽ tăng hay giảm, được không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng áp dụng những cái kiến thức về đọc nến này để đọc và hiểu những cái mẫu nến trong bài học ngày hôm nay, cũng như là việc áp dụng những cái mẫu nến đấy ở trên biểu đồ để phân tích như thế nào nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu nến Marubozu, hay có tên tiếng Việt là nến cường lực ạ. Vậy nến Marubozu thì có đặc điểm gì ạ? Thì nến Marubozu có đặc điểm là có thân nến rất là dài và không có bóng nến hoặc là bóng nến rất là nhỏ so với thân nến. Thì đặc điểm này của nến Marubozu nói lên điều gì ạ? Thì như chúng ta vừa học về cách thức đọc nến ấy, thì với cái thân nến rất là dài như này ấy, thì nó thể hiện là lực mua hoặc là bán rất là mạnh. Tức là đối với một cây nến Marubozu xanh, tức là cây nến tăng đấy ạ, thì nó thể hiện là trong cái phiên giao dịch này ấy, thì phe mua chiếm hoàn toàn ưu thế so với phe bán, đúng không ạ? Và ngược lại thì đối với cây nến Marubozu đỏ ấy, thì nó thể hiện là trong phiên giao dịch này ấy, thì phe bán đã hoàn toàn áp đảo và thắng thế, được không ạ? Như các bạn có thể thấy ở trên đồ thị ấy, thì khi mà có nhiều cây nến Marubozu tăng xuất hiện ấy, thì nó thể hiện cho việc là hiện tại phe mua đang thắng thế so với phe bán ở trên thị trường, tức là xu hướng sắp tới của thị trường có thể sẽ tăng, đúng không ạ? Và trong một xu hướng tăng ấy, thì các bạn thường sẽ thấy xuất hiện rất là nhiều những cái cây nến Marubozu xanh, đúng không ạ? Và như các bạn có thể thấy ở đây ấy, thì trong một cái xu hướng tăng, khi mà xuất hiện thêm một cái cây nến Marubozu thân rất là dài như này ấy, thì nó báo hiệu cho việc là xu hướng tăng này sẽ tiếp tục tiếp diễn và có thể sẽ tăng mạnh hơn, đúng không ạ? Và ngược lại thì tại đỉnh của cái xu hướng tăng này, khi mà xuất hiện một cây nến Marubozu đỏ thì nó báo hiệu cho việc là gì ạ? Thì khi mà xuất hiện cái cây nến Marubozu đỏ này, nó báo hiệu cho việc là phe bán đã bắt đầu nhập cuộc và đẩy giá xuống, thì sắp tới thị trường có thể sẽ đảo chiều và giảm giá, được không ạ? Thì những đặc điểm của nến Marubozu cũng khá là đơn giản và dễ hiểu, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta sẽ qua cái mẫu nến tiếp theo nhé. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về mẫu nến Spinning Top, hay còn gọi là nến xoay đấy ạ. Thì mẫu nến Spinning Top có đặc điểm gì ạ? Mẫu nến Spinning Top ấy, thì sẽ có đặc điểm là thân nến khá là ngắn, tức là khoảng cách giữa giá mở cửa và giá đóng cửa khá ngắn, đúng không ạ? Và phần thứ hai là phần bóng nến. Thì nến Spinning Top có thể có bóng nến ngắn hoặc là dài. Đối với những cái nến Spinning Top có bóng nến ngắn ấy, thì nó thể hiện là biên độ dao động của giá thì sẽ nhỏ. Và đối với những cái cây nến Spinning Top có phần bóng nến dài hơn khá nhiều so với thân nến ấy, thì nó thể hiện là biên độ giá ở trong phiên giao dịch đó sẽ lớn. Thì đối với những cây nến Spinning Top, dù có bóng nến ngắn hay bóng nến dài, hay là có thân nến màu xanh hay màu đỏ, thì nó đều thể hiện cho việc là thị trường đang lưỡng lự và không rõ ràng xu hướng, tức là phe mua và phe bán đang không có bên nào chiếm ưu thế, đúng không ạ? Thì khi mà các bạn quan sát ở trên đồ thị, nếu mà có sự xuất hiện của nhiều cây nến Spinning Top thì thông thường cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian thị trường sẽ đi ngang, hay còn gọi là sideways đấy ạ. Thì lúc này thì sẽ chưa rõ ràng xu hướng, bởi vì nhà đầu tư đang lưỡng lự và chưa biết là quyết định nên mua hay nên bán, được không ạ? Hoặc là trong những cái giai đoạn mà thị trường rõ xu hướng, ví dụ như là trong một xu hướng tăng chẳng hạn,
Nếu các bạn thấy sự xuất hiện của nến spinning top trong một xu hướng tăng ấy, thì nó chứng tỏ là cái xu hướng này nó đang bị chững lại một chút và lực tăng đã yếu hơn so với trước đó. Vậy thì khi mà xuất hiện những cái mẫu nến spinning top này thì chúng ta nên làm gì ạ? Thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài thị trường để quan sát xem những cái diễn biến tiếp theo như thế nào. Bởi vì khi xuất hiện nến spinning top này nó cho thấy một cái dấu hiệu không chắc chắn thì giá có thể sẽ tiếp tục đi lên hoặc là sẽ đảo chiều. Hoặc là như một ví dụ khác các bạn có thể thấy ở đây ấy, thì trong một xu hướng giảm khi các bạn thấy sự xuất hiện của cây nến spinning top này ấy, thì nó thể hiện là cái lực giảm nó đã bị yếu đi, được không ạ? Thì chúng ta nên quan sát cái diễn biến tiếp theo để có thể có những cái quyết định tốt hơn, bởi vì sau cái cây nến spinning top này chúng ta sẽ không biết chắc chắn là lúc đó thị trường sẽ tiếp tục đi xuống theo xu hướng hay là có thể sẽ đảo chiều, được không ạ? Thì như các bạn có thể thấy là nếu mà chúng ta hiểu được cái đặc điểm của thân nến cũng như là bóng nến ở trong cái cách đọc nến mà mình vừa trình bày ở trước ấy, thì chúng ta có thể đọc hiểu nến một cách khá là dễ dàng và có thể hiểu được là thị trường sẽ diễn biến như thế nào từ những cái đặc điểm của cây nến này, đúng không ạ? Vậy thì cái cách học ở đây là gì ạ? Thì chúng ta phải hiểu được cái bản chất của vấn đề và việc chúng ta nhớ cái tên của cây nến chỉ là phụ thôi ạ. Thì khi mà các bạn hiểu được bản chất vấn đề thì qua việc các bạn thực hành ấy, thì dần dần các bạn sẽ tự nhớ được tên của mẫu nến này thôi ạ. Chứ trên thực tế thì chúng ta không nên học theo cách là chúng ta cố nhớ tên cũng như là hình dạng của các mẫu nến này. Như thế thì sẽ dẫn đến cái việc là chúng ta sẽ bị rối hoặc là nhầm lẫn giữa các loại nến, được không ạ? Ok, bây giờ thì chúng ta cùng chuyển sang mẫu nến tiếp theo nhé. Mẫu nến tiếp theo mà chúng ta sẽ học là mẫu nến hammer hay còn gọi là nến búa đấy ạ. Thì nó có tên là nến búa bởi vì nó có hình dạng bên ngoài khá là giống một cây búa. Thì mẫu nến này có đặc điểm gì ạ? Mẫu nến này có đặc điểm là có một cái thân nến khá là ngắn và cái bóng nến dưới thì rất là dài và gần như là không có bóng nến trên, hoặc là bóng nến trên thì rất là ngắn so với bóng nến dưới. Thì cây nến búa hammer này nó có thể là nến xanh hoặc là nến đỏ. Vậy thì ý nghĩa của nến búa hammer là gì ạ? Thì như chúng ta đã học về đặc điểm của bóng nến ấy, thì khi mà cây nến có phần bóng dưới rất là dài ấy, thì nó thể hiện cho việc là phe mua đang thắng thế so với phe bán, đúng không ạ? Cụ thể hơn thì cái diễn biến giá trong cái cây nến búa này sẽ diễn ra như thế nào ạ? Thì đối với cây nến búa này ấy, thì ở thời điểm đầu phe bán đã đẩy giá xuống rất là thấp. Tuy nhiên ấy, là ở giai đoạn sau của phiên giao dịch ấy, thì phe mua đã đẩy giá lên rất là cao. Thì khi mà kết thúc phiên giao dịch ấy, nếu phe mua đẩy giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa thì sẽ tạo nên một cây nến búa màu xanh, đúng không ạ? Còn trong trường hợp nếu phe mua chỉ đẩy giá lên ở một cái mức giá đóng cửa thấp hơn giá mở cửa thì nó sẽ tạo thành một cây nến búa màu đỏ. Và dù là cây nến màu xanh hay là màu đỏ ấy, thì nó đều thể hiện cho việc là phe mua đang chiếm ưu thế so với phe bán, đúng không ạ? Và sắp tới thì có thể là thị trường sẽ tăng giá. Vậy thì chúng ta sẽ áp dụng cái nến búa này vào việc phân tích kỹ thuật như thế nào ạ? Thì nến búa là một loại nến sử dụng để xác định cái việc đảo chiều của một xu hướng, và thường thì chúng ta sẽ nhìn thấy cây nến búa ở đáy của một cái xu hướng giảm. Tức là sao ạ? Khi chúng ta nhìn thấy sự xuất hiện của cây nến búa ở đáy của một cái xu hướng giảm ấy, thì nó cho chúng ta cái dấu hiệu là sắp tới thị trường có thể chuyển từ giảm sang tăng. Như các bạn có thể thấy ở trên đồ thị ấy, thì ở đây là một cây nến búa, mặc dù nó có phần râu ở bên trên ấy, tuy nhiên là phần râu này thì rất là nhỏ so với phần râu bên dưới, đúng không ạ? Và thường khi các bạn thấy sự xuất hiện của một cây nến búa ở đáy của một xu hướng giảm thì nếu mà cây nến búa là cây nến tăng ấy, thì thường cái khả năng đảo chiều nó sẽ cao hơn và mạnh hơn, được không ạ? Tuy nhiên ấy, thì nến búa cũng chỉ là một dấu hiệu để các bạn có thể dự đoán cái khả năng đảo chiều. Để chắc chắn hơn ấy, thì các bạn có thể chờ một cái cây nến tiếp theo xác nhận xem là cây nến tăng hay là cây nến giảm, thì khi đó các bạn giao dịch nó sẽ được an toàn hơn, được không ạ? Và một đặc điểm nữa mà các bạn cũng cần phải lưu ý đối với những cái mẫu nến sử dụng để dự đoán cái sự đảo chiều của xu hướng là thường thì những cái mẫu nến này nó sẽ chỉ có giá trị khi mà nó xuất hiện ở vùng kháng cự hoặc là hỗ trợ, hay là nó xuất hiện ở vùng đỉnh hoặc đáy của xu hướng, được không ạ? Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một mẫu nến khác mà có hình dạng giống với cái mẫu nến búa này, đó là mẫu nến Hanging Man. Thì mẫu nến Hanging Man hay còn gọi là mẫu nến người treo cổ là một mẫu nến có đặc điểm bên ngoài giống với cái mẫu nến búa. Điểm khác biệt ở chỗ là nến búa thì thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, còn cái mẫu nến Hanging Man này thì nó thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng.
và nó dùng để dự báo cho cái việc là xu hướng sắp tới có thể đảo chiều từ tăng sang giảm, được không ạ? Và một số bạn khi mà nhìn vào cái đặc điểm của cái mẫu nến hanging van này thì có thể sẽ cảm thấy khó hiểu, bởi vì như chúng ta đã học về cách đọc nến ấy, thì thông thường nếu mà một cây nến có cái bóng nến dưới dài và một cái thân nến nhỏ ấy, thì nó thể hiện là phe mua đang chiếm ưu thế so với phe bán, thì cái xu hướng sắp tới phải là xu hướng tăng chứ sao lại là xu hướng giảm, đúng không ạ? Thì để mình sẽ lấy một cái ví dụ về trường hợp khi mà nến hanging van xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng ấy, thì tại sao nó lại báo hiệu cho việc là sắp tới xu hướng có thể đảo chiều sang giảm nhé. Như các bạn có thể thấy ở trên đồ thị ấy, thì sau một cái xu hướng tăng ấy, thì tại đỉnh của một xu hướng này nó xuất hiện một cây nến hanging van, và cái cây nến hanging van này là cây nến tăng. Tuy nhiên các bạn có thể thấy là tại cái vùng đỉnh này, tức là một cái vùng cản, thì giá đã từ chối khi mà chạm vào cái vùng cản này. Vậy thì khi mà cái cây nến hanging van này là cây nến tăng, tuy nhiên ấy, thì nó đã không phá được cái vùng cản này, thì nó chứng tỏ là cái lực tăng nó chưa đủ mạnh để có thể phá cái mức giá này, được không ạ? Điều này thì nó chứng tỏ là cái vùng đỉnh này là một cái vùng cản khá là mạnh. Và như các bạn có thể thấy là ngay sau cái cây nến hanging van này thì phe bán đã bắt đầu nhập cuộc và tạo một cây nến đỏ rất là lớn, đúng không ạ? Tuy nhiên ấy, là theo kinh nghiệm của mình ấy, thì cái mẫu nến hanging van này là một cái mẫu nến để dự báo đảo chiều nó không được rõ ràng bằng cái mẫu nến búa. Và để mà các bạn có thể chắc chắn hơn ấy, thì thông thường các bạn nên chờ một cái cây nến sau xác nhận cái xu hướng. Và ngoài ra thì các bạn cũng nên sử dụng những cái chỉ báo khác để có thể có thêm căn cứ trong quá trình xác định cái việc đảo chiều của xu hướng, được không ạ? Ví dụ như là các bạn có thể sử dụng chỉ báo RSI hoặc là chỉ báo Parabolic chẳng hạn, được không ạ? Và trong những phần tiếp theo của chuỗi video này thì mình cũng sẽ lần lượt hướng dẫn các bạn cách sử dụng những cái chỉ báo cũng như là kết hợp việc sử dụng chỉ báo với việc đọc mô hình nến để giúp các bạn có thể tăng được cái xác suất trong quá trình các bạn phân tích, được không ạ? Mẫu nến tiếp theo chúng ta sẽ học là mẫu nến Inverted Hammer, hay còn gọi là nến búa ngược đấy ạ. Thì mẫu nến búa ngược này nó có hình dạng giống với một cây búa ngược và nó ngược lại với cái hình dạng của cây nến búa. Thì đặc điểm của mẫu nến búa ngược này là gì ạ? Mẫu nến búa ngược này có đặc điểm là có thân nến khá là ngắn, và thân nến thì có thể là màu xanh hoặc là màu đỏ, và bóng nến trên của cây nến này thì khá là dài và gần như là không có bóng nến dưới hoặc là bóng nến dưới rất là ngắn. Vậy thì với những cái đặc điểm này thì nó thể hiện là trong cái phiên giao dịch này phe bán đang chiếm ưu thế so với phe mua, đúng không ạ? Vậy thì chúng ta thường sử dụng cái mẫu nến búa ngược này trong phân tích như thế nào ạ? Thì tương tự như mẫu nến búa ấy, thì mẫu nến búa ngược thường được sử dụng để xác định là một xu hướng đảo chiều từ giảm sang tăng. Thông thường khi các bạn quan sát ở trên biểu đồ ấy, thì các bạn sẽ thấy những cái mẫu nến búa ngược sẽ xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, như ở trong trường hợp này chẳng hạn. Thì khi mà mẫu nến búa ngược này xuất hiện ở đáy của xu hướng giảm ấy, thì nó sẽ báo hiệu cho việc là cái xu hướng giảm này có thể sắp sửa sẽ đảo chiều và chuyển thành xu hướng tăng. Thì cái mẫu nến búa ngược này nó sẽ có đặc điểm ngược lại so với mẫu nến hanging van mà chúng ta vừa học. Và cái vị trí của nó thì cũng là một cái vị trí ngược lại so với vị trí của cây nến hanging van, đúng không ạ? Theo kinh nghiệm của mình ấy, thì cái mẫu nến búa ngược này ấy, nó sẽ báo hiệu cái xu hướng đảo chiều nó sẽ yếu hơn là so với mẫu nến búa. Vậy thì khi mà các bạn thấy những cái mẫu nến búa này xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm ấy, thì các bạn nên chờ xác nhận của cái cây nến tiếp theo xem là cây nến tiếp theo là cây nến tăng hay cây nến giảm, hoặc là các bạn cũng nên sử dụng những cái chỉ báo khác để có thể có thêm căn cứ xác định cái xu hướng đảo chiều nó rõ ràng hơn, được không ạ? Và một mẫu nến búa nữa mà có hình dạng giống với mẫu nến búa ngược này đó là mẫu nến Shooting Star, hay tiếng Việt còn gọi là nến sao băng hoặc là nến sao đổi ngôi đấy ạ. Thì cái điểm khác biệt giữa nến búa ngược với nến Shooting Star là nến búa ngược thì thường xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, còn nến Shooting Star thì nó sẽ thường xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng. Và khi mà cái cây nến Shooting Star này xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng ấy, thì nó sẽ báo hiệu cho việc là xu hướng tăng này đã bị suy yếu và có thể nó sẽ đảo chiều chuyển sang xu hướng giảm. Và như các bạn có thể thấy ở cái ví dụ này ấy, thì sau một xu hướng tăng của thị trường ấy, thì khi cây nến Shooting Star xuất hiện ấy, và ngay sau đó thì có một cái cây nến giảm khá là mạnh, đúng không ạ? Thì nó sẽ xác nhận cho cái việc là xu hướng tăng đã kết thúc và cái xu hướng của thị trường nó chuyển thành xu hướng giảm, được không ạ? Ở phần tiếp theo của bài học ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về các loại nến Doji. Thì để các bạn có thể tiện theo dõi cũng như là tiện so sánh đặc điểm của các loại nến Doji này thì mình sẽ để 4 loại nến Doji này ở cùng một slide, được không ạ?
Thì như các bạn có thể thấy là đặc điểm của nến Doji cũng khá là dễ nhận biết, đó là nó có bóng nến rất là dài và phần thân nến thì rất là nhỏ, hoặc là nến Doji sẽ có giá đóng cửa trùng với giá mở cửa, được không ạ? Và nến Doji thì sẽ có 4 loại chính là nến Doji thông thường, nến Doji chân dài, nến Doji chuồn chuồn và nến Doji bia mộ. Thì các loại nến Doji này nó sẽ có ý nghĩa gì ạ? Đối với nến Doji thông thường, nó thể hiện sự lưỡng lự của thị trường và hiện tại thì có thể là phe mua và phe bán đang đứng ngoài quan sát và không tham gia nhiều vào thị trường. Và lúc này thì chúng ta cũng chưa dự đoán được là xu hướng sắp tới của thị trường sẽ tăng hay giảm. Còn đối với nến Doji chân dài thì nó cũng thể hiện sự lưỡng lự của thị trường. Tuy nhiên là như các bạn có thể thấy ở đây, với cái phần bóng nến rất là dài thì nó mang một ý nghĩa là phe mua và phe bán đang giằng co nhau rất là quyết liệt, tức là sẽ có sự tham gia của phe mua và phe bán. Tuy nhiên là sau khi mà kết thúc phiên giao dịch thì không phe nào giành được chiến thắng, nó chứng tỏ là cái xu hướng của thị trường sắp tới cũng chưa chắc chắn. Vậy thì khi mà trên biểu đồ xuất hiện hai cái loại nến Doji thông thường hoặc là nến Doji chân dài này thì chúng ta nên làm gì ạ? Thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài thị trường quan sát để xem cái diễn biến tiếp theo của thị trường sẽ như thế nào, thì như thế sẽ an toàn hơn, đúng không ạ? Còn với loại nến Doji chuồn chuồn ấy, thì là loại nến mà có bóng nến dưới rất là dài và gần như không có bóng nến trên, thì nó thể hiện điều gì ạ? Thì loại nến Doji chuồn chuồn này nó mang một ý nghĩa là trong cái phiên giao dịch này ấy, thì ở thời điểm đầu có những lúc phe bán đã nhập cuộc và đẩy giá xuống rất là thấp. Tuy nhiên ấy, thì ngay lập tức phe mua đã nhập cuộc và đẩy giá lên cao, và khi mà kết thúc phiên ấy, thì giá đã đóng cửa ở một cái mức giá gần với mức giá mở cửa. Điều này nó cho thấy là phe mua đang thắng thế so với phe bán ở trong phiên giao dịch này, đúng không ạ? Nó chứng tỏ là sắp tới thị trường có thể sẽ tiếp tục tăng, đúng không ạ? Ngược lại với cây nến Doji chuồn chuồn ấy, là cây nến Doji bia mộ. Thì Doji bia mộ là một cây nến có cái bóng nến trên rất là dài và bóng nến dưới thì gần như không có hoặc là rất là ngắn. Thì cây nến Doji bia mộ này nó phản ánh điều gì ạ? Cây nến Doji bia mộ này nó phản ánh là ở một cái giai đoạn đầu của phiên giao dịch ấy, thì phe mua đã nhập cuộc và đẩy giá lên rất là cao. Tuy nhiên ấy, là ngay sau đó thì phe bán đã chiếm lại ưu thế và đẩy giá xuống thấp, và khi mà kết thúc phiên giao dịch ấy, thì giá đóng cửa nó trùng với cái giá mở cửa. Thì điều này cho thấy là hiện tại phe mua đang chiếm ưu thế so với phe bán, và có thể là sắp tới thì thị trường sẽ tiếp tục giảm, được không ạ? Để các bạn có thể hiểu rõ hơn về ý nghĩa cũng như là cách sử dụng của các loại nến Doji này thì chúng ta cùng qua ví dụ ở trên biểu đồ nhé. Đầu tiên thì đối với cây nến Doji thường hoặc là cây nến Doji chân dài ấy, thì thông thường hai loại nến này nó sẽ xuất hiện ở những cái giai đoạn mà thị trường không rõ ràng xu hướng, tức là đang có sự lưỡng lự hoặc là sự giằng co giữa phe mua và phe bán, đúng không ạ? Thì khi mà chúng ta thấy cái sự xuất hiện của hai cái loại nến này ấy, thì tức là thị trường đang không rõ ràng xu hướng, vậy thì tốt nhất là chúng ta nên đứng ngoài thị trường để quan sát. Còn đối với nến Doji chuồn chuồn thì cách sử dụng sẽ như thế nào ạ? Thông thường đối với nến Doji chuồn chuồn ấy, thì chúng ta sẽ thường thấy loại nến này xuất hiện ở đáy của một xu hướng giảm, và nó sẽ báo hiệu cho việc là sắp tới xu hướng có thể chuyển từ giảm sang tăng. Như các bạn có thể thấy ở trong trường hợp này ấy, thì sau khi giá giảm đến cái vùng đáy này và xuất hiện một cái cây nến Doji chuồn chuồn với dâu nến dưới rất là dài, thì nó báo hiệu cho việc là sắp tới thị trường có thể sẽ chuyển thành xu hướng tăng. Và sau khi mà xuất hiện cái cây nến Doji chuồn chuồn này thì như các bạn có thể thấy là giá đã tăng rất là mạnh, đúng không ạ? Và ngược lại với nến Doji chuồn chuồn là nến Doji bia mộ ấy, thì thông thường nến Doji bia mộ sẽ xuất hiện ở đỉnh của một xu hướng tăng, và nó báo hiệu cho việc là phe bán đang chiếm ưu thế so với phe mua, và sắp tới thì có thể giá sẽ chuyển sang xu hướng giảm, được không ạ? Thì theo kinh nghiệm của mình ấy, thì ở đỉnh hoặc là đáy của một xu hướng, khi mà xuất hiện những cái mẫu nến như là Doji bia mộ hoặc là Doji chuồn chuồn ấy, thì nó cho cái dấu hiệu của đảo chiều với cái xác suất đúng cao hơn khá là nhiều so với những cái mẫu nến như là nến búa hoặc là nến Hanging Man, được không ạ? Ok, như vậy là chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 10 mẫu nến căn bản mà chúng ta thường gặp cũng như là thường sử dụng trong quá trình phân tích kỹ thuật. Và ở trong phần cuối của video ngày hôm nay thì mình sẽ lưu ý với các bạn một số đặc điểm khi mà các bạn sử dụng những cái mô hình nến. Đầu tiên thì đối với những mẫu nến đảo chiều ấy, thì thường nó chỉ có ý nghĩa khi mà các bạn gặp nó ở những cái vùng cản,
tức là ở những vùng đỉnh hoặc vùng đáy đó. Còn khi mà những cái mẫu nến đảo chiều này nó không xuất hiện ở những vùng đỉnh hoặc vùng đáy này ấy, thì nó sẽ không mang cái ý nghĩa là đảo chiều. Và một số bạn khi mà mới học về những cái mẫu nến đảo chiều ấy, thì rất hay gặp những cái lỗi này. Và ví dụ như là trong một xu hướng tăng, khi mà các bạn nhìn thấy mẫu nến shooting star ấy, thì các bạn cho rằng sắp tới có thể giá sẽ quay đầu đảo chiều sang xu hướng giảm. Thì nếu mà trường hợp cái mẫu nến shooting star đấy nó không nằm ở đỉnh của một xu hướng thì các bạn thực hiện lệnh sell thì sẽ rất là nguy hiểm. Đặc điểm thứ hai mà các bạn cần phải lưu ý đó là mô hình nến thì cũng chỉ là một công cụ để giúp các bạn phân tích trong quá trình các bạn phân tích kỹ thuật. Mặc dù mô hình nến là một công cụ rất là tốt để phản ánh giá cũng như là để dự đoán những cái diễn biến của thị trường, tuy nhiên ấy, thì điều đó không có nghĩa là qua mô hình nến thì các bạn có thể dự đoán chính xác được 100% xu hướng của thị trường tăng hay là giảm, được không ạ? Vậy nên là trong quá trình các bạn sử dụng mô hình nến ấy, thì các bạn nên kết hợp với những cái công cụ hoặc là chỉ báo khác để tăng cái xác suất dự đoán, được không ạ? Ví dụ như là sử dụng các cái mức kháng cự hỗ trợ, hoặc là sử dụng đường trend line, hoặc là những cái chỉ báo mà chúng ta sẽ học ở những cái phần tiếp theo của cái chuỗi video này, được không ạ? Và trên đây thì chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu về 10 cái mẫu nến cơ bản mà chúng ta thường sử dụng trong quá trình chúng ta phân tích kỹ thuật. Thì hy vọng là những cái kiến thức mình chia sẻ trong bài học ngày hôm nay sẽ hữu ích đối với các bạn. Và trước khi kết thúc video thì mình xin nhắc các bạn một cái điều rất là quan trọng, đó là các bạn không nên học những cái mô hình nến này theo kiểu lọc vẹt để nhớ những cái hình dạng cũng như là cố nhớ tên của các mẫu nến này, mà các bạn cần phải học theo cách là các bạn cần phải hiểu được bản chất của thân nến cũng như là bóng nến nó nói lên cái điều gì. Qua đó thì các bạn sẽ dự đoán được cái xu hướng của thị trường. Còn đối với tên của những cái loại nến này ấy, thì trong quá trình các bạn thực hành cũng như là phân tích ấy, thì nếu các bạn hiểu được bản chất thì sớm hay muộn các bạn cũng sẽ tự động nhớ được tên của các loại nến này thôi ạ. Ok, bây giờ thì mình xin được kết thúc cái video của bài học ngày hôm nay tại đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video ngày hôm nay. Nếu các bạn thấy video này hữu ích thì hãy chia sẻ cho bạn bè, cũng như là đừng quên ấn đăng ký để ủng hộ Đế Chế Forex nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.